Việt ơi, chị Đức đây. Vâng. Chị livestream xong rồi chị ra ha. Chị chờ em một chút để em vào bằng cái máy tính của em, tại em thấy chị đăng nhập kia nên là cái hot của em nó bị Chị hiểu, chị xin lỗi chị. out. Lúc chị vào không biết tại sao nó lại lấy tên em nữa. Em vào bằng ngày đấy trước là em đổi tên để xong, tại vì hôm nay em không mang laptop đi nên em đang phải dùng cả iPad và dùng cả máy tính để em thao tác. Đúng ạ. Chị chờ em một chút. Rồi. Đẹp. Cái lúc chị vào cái nó share screen. Chắc là không sao ha. Này Dạ là vâng. cái mình cái Zoom này đâu có public đâu, thành ra là mình relax chút xíu. Rồi. Ok. Giờ chị lại stream máy đang không được. Các bạn nếu các bạn chờ một chút, các bạn chờ mình một chút. Hôm nay là nguyên tố oxy đúng không Lê hả? Lê, đợi chị chút xíu nha. Chị Dạ vâng chị livestream ạ. thôi. Chị livestream xong rồi là chị đưa host lại cho em với Việt rồi chị. Hôm nay là nguyên tố oxy phải không em hả? Dạ đúng rồi chị ạ. Chị nhớ hồi xưa đúng là đi học hóa đợt đầu tiên là học carbon, sau đó là oxy, rồi sau đó là học CO2 phải Dạ không? Wow, chị nhớ chị cũng bao nhiêu chục năm rồi vẫn vẫn còn được chút xíu. thế là nhiều xíu rồi ạ. Vậy hả? Hồi xưa chị chuyên hóa sinh mà. Hồi xưa chị học lớp HS là chuyên hóa sinh nhưng mà chị không đi y. Cô Lê. Rồi. Các bạn vui. Các bạn học hôm bữa các bạn khen vui quá chừng luôn. Hôm nay ngày 26 tháng 6 hay không, các bạn nói là hả, bài của cô Lê với bài của thầy Việt rất là vui. Học khác với học trong trường đúng không tụi con? Đúng Rồi bây giờ chúng mình cùng theo buổi số 2 với cô Lê nhé. Hôm nay chúng mình sẽ học về nguyên tố oxy. Oxy là có trong không khí đó. Oxy là quý hơn tất cả đúng không cô Lê hả? Tại vì không có oxy là mình sẽ không không sống được. Chỉ cần một giây thôi, không có oxy là oxy là thứ, ai hỏi là thứ quý nhất trên đời này là gì, không phải vàng bạc kim cương châu báu mà chính là oxy. Rồi cô Đức mời tất cả các bạn ha. có sức khỏe Rồi bây giờ Lê chị chị xem những thể nãy theo nãy chị quyền tốt là cái nhất thì chị hoàng đưa cho tay. em lại host, nhưng mà bạn bạn Lê đâu rồi? Bạn đây rồi.
Ok, rồi. Rồi bị chị đưa host lại cho Việt nhé. Chị xin phép với em Việt là nhé. bài đang giơ tay nhá. À, cái đang giơ tay là đưa em là host Cảm ơn ạ. ha. Rồi, rồi. Cô Đức chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn các thầy cô và Kiss nha. Dạ. Hôm nay mình bắt đầu buổi học được chưa? Bắt đầu được rồi anh ạ. Thế thì hôm nay bắt đầu luôn ạ. Em thấy màn hình chị chưa? Cô chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta lại quay lại lớp học hóa học quanh ta với chủ đề là những nguyên tố hóa học cơ bản của sự sống. Và hôm nay thì cô đến với buổi thứ hai và chúng ta cùng tìm hiểu một nguyên tố cơ bản của sự sống tiếp theo, đấy là nguyên tố oxy. Trong bài nguyên tố oxy này thì cô sẽ cùng với các bạn tìm hiểu một số cái vấn đề liên quan đến nguyên tố oxy như sau. Nguyên tố oxy được tìm ra như thế nào, đặc điểm của nguyên tố oxy và sự sống trên trái đất, nguyên tố oxy và quá trình hô hấp, nguyên tố oxy và sự cháy và vai trò của ozone. Đầu tiên là chúng ta cùng tìm hiểu xem nguyên tố oxy được tìm ra như thế nào. Thì vào thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, có tồn tại một thuyết tên là phlogiston. Thuyết này do nhà khoa học là Johann Joachim Becker đề xuất, và theo ông thì trên thế giới các bạn đợi cô một chút, đang bị lỗi về chuyển slide. Được cô ạ. Cô bắt đầu lại vấn đề này một chút. Vào đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 18 thì có tồn tại một thuyết tên là thuyết phlogiston. Thuyết này do nhà khoa học Johann Joachim Becker đề xuất, và theo ông thì trên trái đất không chỉ tồn tại bốn nguyên tố chính là đất, nước, không khí và lửa, mà còn tồn tại một nguyên tố thứ năm gọi là phlogiston. Nguyên tố này xuất hiện khi mà chúng ta đốt một vật liệu nào đấy và sẽ giải phóng ra loại vật chất này. Tuy nhiên thì sau đấy vào tháng 8 năm 1774, một nhà khoa học khác là Joseph Priestley, ông đã thực hiện một thí nghiệm. Đấy là ông dùng một thấu kính tập trung các tia sáng mặt trời qua thấu kính để làm nóng một mẫu oxit thủy ngân. Trên slide các con có thể nhìn thấy mẫu oxit thủy ngân màu hồng ở trong lồng kính. Và khi thực hiện thí nghiệm này thì ông quan sát thấy có một loại khí giải phóng ra khi cái thủy ngân oxit này được nung nóng. Và cái loại khí này giúp cho ngọn nến ở trong lồng kính này cháy lâu hơn và giúp cho chuột nuôi trong cái lồng kính này được sống lâu hơn, và ông gọi nó là khí khử phlogiston. Và tại thời điểm đó thì ông đã công bố là ông tìm thấy một loại khí tốt hơn không khí từ 5 đến 6 lần. Tuy nhiên thực tế là ông vẫn chưa xác định được cụ thể loại khí mới mà mình phát hiện ra là gì. Cho đến năm 1000 cuối năm 1774 thì Priestley đã đến Paris, và tại đây thì ông đã gặp một nhà hóa học người Pháp tên là Antoine Lavoisier, và Priestley đã thực hiện lại thí nghiệm
trước mặt nhà hóa học này. Và sau đó thì nhà hóa học Lavoisier đã tiến hành lại các thí nghiệm và đưa ra lời giải thích chính xác đầu tiên về cách thức hoạt động của quá trình đốt cháy. Và ông cũng đã sử dụng những thí nghiệm này để làm giảm uy tín của ông đã dùng những thí nghiệm này để làm giảm uy tín của thuyết phlogiston và để chứng minh được và đã chứng minh được là những phát hiện của Priestley là một nguyên tố hóa học và đã đặt tên cho nó là nguyên tố oxy. Vậy nguyên tố oxy mà các nhà khoa học này đã phát hiện ra có những cái đặc điểm như thế nào? Như buổi trước cô nói thì mỗi nguyên tử đều được đặc trưng bởi số lượng electron và proton trong nguyên tử của nó. Và đối với nguyên tố oxy này thì nó được đặc trưng bởi 8 electron và 8 proton trong nguyên tử. Và nó là một chất hoạt động rất mạnh. Bởi vì vậy mà nó có khả năng tạo oxit với hầu hết các nguyên tố khác. Các con có thể nhìn thấy các loại oxit như là oxit sắt trên bề mặt các kim loại, trên bề mặt kim loại sắt, hay là oxit nhôm trong đá, trong một viên ruby, hay là oxit carbon chính là khí carbonic mà các con được biết là có trong không khí, hay là chất mà các con tiếp xúc hàng ngày, đấy là nước hay là oxit hydro. Và cũng bởi vì hoạt động rất mạnh cho nên là nguyên tố oxy này nó không tồn tại ở dạng nguyên tử ở điều kiện thường, và dạng thù hình phổ biến nhất của nguyên tố oxy đấy là khí dioxygen, và đây là loại khí phổ biến nhất ở đây, là loại khí mà có trong khí quyển của trái đất, có không màu, không mùi, không vị, và nó được sử dụng bởi các dạng sinh vật trên trái đất. Loại thù hình thứ hai đó là dạng khí hiếm ozone, và loại này thì được tạo ra ở trong tầng khí quyển trên của trái đất khi mà oxy kết hợp với nguyên tử khí oxy kết hợp với nguyên tử oxy và dưới năng lượng của tia cực tím thì nó sẽ tạo ra ozone. Và dạng thù hình thứ ba đó là dạng oxozone, hay còn được gọi là tetra oxy. Đây là một dạng đơn chất có công thức hóa học là O4, và cái dạng này thì được hình thành dưới áp suất lớn có màu xanh da trời, và nó mới chỉ được phát hiện nhờ quá trình hóa rắn và lỏng oxy. Tiếp theo thì chúng ta cùng tìm hiểu đến oxy và sự sống trên trái đất. Thì đầu tiên, câu hỏi đầu tiên cô muốn câu hỏi đầu tiên mà cô muốn đặt ra cho các bạn đấy là có bạn nào có thể cho cô biết là trên trái đất thì đã diễn ra những cuộc đại tuyệt chủng nào không nhỉ? Cô mời bạn nào có câu trả lời thì giơ tay. Cô Ly có bao giờ mic không? Anh Việt nói lại giúp em vậy ạ. Cô Ly có bật được mic, có nhìn thấy các bạn giơ tay không? Nếu không thì để anh hỗ trợ bật mic cho. À, em nhìn thấy rồi ạ. Cô mời bạn Chí Dũng. Anh Việt ơi, anh Việt hỗ trợ em phần này với ạ. Thầy mời Chí Dũng. Dũng ơi, con bật mic em đi. Bạn Dũng kiểm tra lại nhé, thầy mời bạn khác. Thầy mời bạn Đinh Thành. Dạ thưa thầy, là đạt tiêu chuẩn hoặc tiền sử. Có bạn nào có câu trả lời khác không nhỉ?
Thì mời bạn Thiên Bảo, các con giơ tay, các con phải bật camera lên. Thì không gọi đến bạn không có camera đâu. Có hai lần đại tuyệt chủng, gồm có lần nhất lần là sự đại tuyệt chủng của khủng long, lần thứ hai là do chị Minh Hà. Cô cảm ơn câu trả lời của bạn. Còn có bạn khác có câu trả lời nữa không nhỉ? Còn bạn nào muốn trả lời câu hỏi này nữa không nhỉ? Thầy mời bạn Minh Dũng. Dạ thưa thầy là cái chú, dạ thưa cô là cái Yura. Cô cảm ơn câu trả lời của các bạn. Thì theo thống kê, có khoảng 11 cuộc tuyệt chủng đã xảy ra ở trên trái đất. Tuy nhiên thì cũng giống như các con vừa kể, đấy là các cuộc tuyệt chủng của khủng long này, các cuộc diễn ra ở các thời kỳ tiền sử. Tuy nhiên thì các thống kê này nó mới chỉ thống kê về các cuộc tuyệt chủng của những cái sinh vật xuất hiện trong khoảng 500 triệu năm. Kỳ thực thì khi mà những cái sự sống đầu tiên xuất hiện trên trái đất, chúng ta hãy cùng nhìn cái biểu đồ thời gian của sự sống mà cô để ở trên slide. Thì khi xuất hiện sự sống đầu tiên trên trái đất, nó được xác định là tại thời điểm khoảng 3,5 tỷ năm trước. Và những cái sự sống tại thời điểm bắt đầu nó chỉ là các đại phân tử có khả năng phiên mã và nhân lên, sau đó là các tế bào nguyên thủy, đa bào, và sau đó là các tế bào nguyên thủy và đa bào có đặc tính lý hóa ổn định hơn. Và trong khoảng thời gian này thì bầu không khí hầu như không chứa oxy. Các cá thể sống thích nghi với điều kiện này, và oxy lại vô cùng độc hại đối với các cá thể sống tại thời điểm này. Và điều này đã thay đổi khi mà vi khuẩn lam xuất hiện. Các con có thể nhìn vào cái vòng tròn ấy, tại thời điểm khoảng 3,5 tỷ năm thì khi mà các vi khuẩn lam xuất hiện thì đây là loại vi khuẩn có khả năng quang hợp và tạo ra khí oxy. Vào lúc bắt đầu thì bất kỳ oxy tự do nào sản sinh ra thì đều bị bắt giữ về mặt hóa học. Chúng kết hợp với các kim loại, các chất hữu cơ. Tuy nhiên thì khi những cái chất này cạn kiệt thì oxy tự do bắt đầu được tích lũy trong môi trường. Và các con nhìn vào biểu đồ trên slide ấy, thì nó bắt đầu từ không và tăng dần lên theo thời gian. Và khi mà khí oxy bắt đầu tích lũy trong môi trường thì cũng chính là cái thời điểm bắt đầu của một cái thảm họa gọi là thảm họa oxy. Khi mà thảm họa oxy này diễn ra thì do oxy dư thừa bắt đầu tích lũy trong khí quyển và gây hại đối với những cái sinh vật tại thời điểm đó. Và cô gọi những cái sinh vật này là sinh vật kỵ khí. Và sau khi mà nồng độ oxy tăng lên đến một cái điểm nhất định thì toàn bộ những cái sinh vật kỵ khí này, hầu hết các sinh vật kỵ khí này đều bị xóa sổ. Do đó mà đây cũng được xem như là một cuộc đại tuyệt chủng ở trên trái đất. Và vi khuẩn lam chính là một trong những cái nguyên nhân phải chịu trách nhiệm cho cái sự tuyệt chủng này. Và cuối cùng thì để thích nghi với cái điều kiện khí oxy trong không khí tăng lên thì các sinh vật hiếu khí bắt đầu phát triển, tiêu thụ oxy và dẫn đến cái trạng thái cân bằng của khí oxy trong khí quyển. Và sau cái quá trình đấy thì chúng ta có thể tìm thấy khí oxy ở trong khí quyển này, trong thủy quyển này, trong sinh quyển này và trong địa quyển. Trong khí quyển thì có khoảng 21% thể tích là khí oxy và chủ yếu là dưới dạng các phân tử oxy tự do. Ngoài ra thì còn có các phân tử khác chứa oxy như là ozone này, carbon dioxide, hơi nước lưu huỳnh và nitơ nitơ oxit. Oxy được sinh ra từ việc phân giải nước trong quá trình quang hợp oxy dưới tác động của ánh sáng. Và theo ước tính thì những cái sinh vật ở đại dương như là tảo lục hay là tảo lam thì trong môi trường biển cung cấp khoảng 70% oxy tự do, còn lại thì chỉ 30% là lấy từ thực vật trên đất liền. Trong thạch quyển thì có khoảng 94% thể tích là oxy và chủ yếu ở dưới dạng các khoáng vật như là silicat,
và các khoáng vật oxit khác. Trong thủy quyển thì có 33% thể tích oxy là chủ yếu dưới dạng thành phần nguyên tử nước và các nguyên tử hòa tan bao gồm oxy tự do và axit carbonic. Trong sinh quyển thì 22% thể tích oxy chủ yếu dưới dạng là thành phần của nguyên tử hữu cơ và phân tử nước. Và chúng ta cùng tìm hiểu về oxy, tìm hiểu nhiều hơn về oxy trong sinh quyển này thông qua quá trình hô hấp. Thì hô hấp thì được định nghĩa là sự vận chuyển oxy từ không khí bên ngoài vào trong các tế bào ở trong cơ thể và vận chuyển carbon dioxide theo chiều ngược lại. Thì trong quá trình hô hấp thì khi oxy đi vào trong cơ thể đồng song song với nó là quá trình đốt cháy cái phân tử những cái phân tử hữu cơ như là glucose để tạo ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động và thải ra khí carbonic. Sau đây thì các con cùng cô theo dõi một cái đoạn video để tìm hiểu thêm về quá trình hô hấp trên cơ thể người. Trong video này thì chúng ta hãy tìm hiểu về cách oxy hoạt động ở bên trong cơ thể người và đường đi của oxy từ ngoài môi trường vào trong cơ thể và tới các mô. Và chúng ta hãy xem đâu. Các con đợi cô một chút, cô lại đang gặp vấn đề về xe. Xem màn hình. Cô leo, cô chưa bận mất. Đầu tiên thì đường đi của oxy trong cơ thể là một quá trình phức tạp. Khởi đầu là khi mà chúng ta hít vào và theo tính toán thì trong một ngày chúng ta trung bình hít vào khoảng 17.000 lần và điều này đòi hỏi sự phối hợp hoạt động của rất nhiều cơ quan như là ruột, não, phổi, máu, xương, tim. Và các cơ quan này phải phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng để duy trì sự sống bằng cách là đưa oxy đến từng tế bào và quá trình này tạo ra một cái phân tử là ATP. Đây là cái phân tử mà khởi động nhiều chức năng khác của tế bào. Để đưa không khí vào trong tế bào thì chúng ta cần tới một cái mạng lưới vận chuyển. Và nhiệm vụ này được thực hiện bởi 20.000 tỷ tế bào hồng cầu. Mỗi tế bào thì chứa khoảng 270 triệu phần tử gắn oxy. Và đây cũng là lý do khiến cho máu có màu đỏ tươi. Và để tạo ra những cái tế bào này thì cơ thể người phải sử dụng các nguyên liệu
có được từ thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Do đó mà có thể xem quá trình vận chuyển oxy bắt đầu là từ ruột. Để oxy đến phổi thì đầu tiên là não bộ sẽ truyền tín hiệu thần kinh đến cơ hoành. Để vận chuyển oxy thì đầu tiên là não sẽ truyền tín hiệu thần kinh đến cơ hoành và cơ liên sườn, làm cho các cơ này co lại và tăng khoảng trống bên trong lồng ngực. Từ đó hút khí vào trong phổi. Sau khi đi qua phổi thì những tế bào giàu oxy sẽ được mang tới hệ tuần hoàn và một tập hợp các mao mạch có khả năng chạm tới tất cả các tế bào trong cơ thể. Hồng cầu sẽ được đi qua cái mạng lưới mao mạch khổng lồ này và thông qua nhiệm vụ của tim. Tim đập liên tục khoảng 100.000 lần mỗi ngày và đây chính là cái nhà máy để đẩy oxy đến nơi mà nó cần đến. Mọi cơ quan trong cơ thể thì đều được cấu tạo từ tế bào và oxy chính là sự sống. Tế bào sẽ chết nếu như mà chúng ta không cung cấp đủ oxy. Và khi đó thì cơ thể chúng ta sẽ gặp trục trặc. Khi mà hoạt động hô hấp và quá trình oxy hóa trong cơ thể bị rối loạn và giảm chức năng thì chúng ta sẽ gặp một số cái biểu hiện như là mệt mỏi, ra nhiều mồ hôi, đau đầu, khó thở. Cơ thể có thể bị kích thích và bồn chồn, tim đập nhanh, rối loạn, thị lực giảm, nhìn mờ, hoa mắt, chóng mặt. Và một số cái biểu hiện mệt mỏi khác nữa. Đây chính là cái quá trình oxy vận hành ở trong cơ thể của chúng ta, di chuyển ở trong cơ thể của chúng ta và thể hiện chức năng của nó. Vậy bây giờ cô lại đặt ra một cái vấn đề, đấy là điều gì xảy ra nếu như mà lượng oxy trong không khí tăng lên? Kỳ thực thì điều này đã xảy ra ở trong một cái giai đoạn của thời kỳ tiền sử. Giai đoạn này diễn ra vào kỷ Cambri, cách chúng ta khoảng 450 đến 500 triệu năm. Tại thời điểm này thì nồng độ oxy trong khí quyển đã tăng lên đến 35%. Và nếu mà các con đã từng tìm hiểu về cái thời kỳ này thì chúng ta có thể thấy là sinh vật trong thời kỳ này đã có sự phát triển đỉnh cao về kích thước. Chuồn chuồn có thể cao, có thể to bằng một con chim ưng. Nhện thì có thể lớn cỡ một con chim nhỏ, và lượng oxy tăng lên thì đồng nghĩa với việc là có nhiều oxy trong khí quyển hơn, và khi đó thì các loài côn trùng có thể phát triển lớn hơn những gì mà chúng ta đã từng nhìn thấy trong cái kỷ Cambri này. Và đối với con người thì oxy trong không khí tăng lên thì giúp chúng ta cảm thấy nhiều năng lượng hơn, có sức chịu đựng tốt hơn. Nhiều oxy đi vào tuần hoàn thì sẽ giúp cơ thể cải thiện và tăng năng lượng. Tuy nhiên thì nếu như mà tăng oxy trong một thời gian dài thì cũng có thể gây ngộ độc oxy. Kỳ thực thì trong oxy trong không khí chỉ chiếm 20%, và cái lượng này là nó phù hợp với hầu hết các sinh vật hiện tại, sống hiện tại trên trái đất. Tuy nhiên thì cũng có một số cái trường hợp mà khi con người phải trải qua cái việc tiếp xúc với oxy nồng độ cao trong thời gian dài thì cũng có thể gây ngộ độc. Những cái trường hợp này các con có thể gặp khi mà nhìn thấy những cái người thợ lặn trong thời gian dài phải đeo bình oxy ở dưới nước ấy, thì những người này có thể có vấn đề với việc ngộ độc oxy. Tiếp theo đến một nội dung nữa, đấy là oxy và sự cháy. Oxy và sự cháy thì cháy, đầu tiên là cô muốn nói về cái hiện tượng cháy. Cháy là cái phản ứng mà theo ngôn ngữ khoa học thì nó gọi là phản ứng oxy hóa khử ở nhiệt độ cao giữa chất đốt và chất oxy hóa, thường là oxy trong khí quyển, và tạo ra các sản phẩm oxy hóa. Và sau đây thì cô muốn cho các con xem một đoạn video để
hiểu hơn về cái sự cháy này. Đây là một cái thí nghiệm về sự cháy, và ở trong cái video này thì cô đã chuẩn bị hai loại đựng oxy. Đây là hai loại đựng khí oxy, một đèn cồn, một chiếc bật lửa và một que đóm. Thì đầu tiên các con có thể quan sát thấy là que đóm không có tàn lửa, nó chỉ có màu đen thôi. Và cô đưa vào cái bình oxy đầu tiên. Và mọi người hãy ghi nhớ cái hiện tượng vừa xảy ra nhé. Sau đấy thì cô đốt đèn cồn và đốt que đóm. Các con hãy quan sát cái mức độ cháy của que đóm. Sau đấy thì cô tắt đi và đưa vào bình oxy thứ hai. Và các con cũng quan sát hiện tượng này để chuẩn bị trả lời câu hỏi. Rồi, sau khi quan sát video này thì bạn nào có thể giúp cô... sau đây thì cô cần một bạn trả lời giúp cô một số câu hỏi. Đầu tiên là khi mà cô đưa cái que đóm mà không có tàn lửa vào trong bình oxy thứ nhất thì các con quan sát thấy hiện tượng gì nhỉ? Mời một bạn giơ tay trả lời giúp cô với ạ. Mời bạn Nhật My. Bạn My này cô. Là khi mà cho que đóm không có tàn lửa và trong bình thứ nhất thì không có chuyện gì xảy ra, còn cho vào bình thứ hai nếu như mà que đóm đang cháy thì nó sẽ cháy to hơn ạ. Cô cảm ơn bạn Nhật My nhé. Các con có thể giải thích tại sao lại có hiện tượng như vậy xảy ra không nhỉ? Tại sao khi mà cô đưa que đóm mà không có tàn lửa thì nó không bùng cháy, nhưng mà khi có tàn lửa thì nó lại bùng cháy? Bạn nào giải thích được giúp cô với nhỉ? Mời bạn Nguyễn Khiêm. Bạn Nguyễn Khiêm không phát biểu thì cô mời Eric và Ruby. Dạ thưa cô là khi tàn lửa ở đường mà không cháy, nhưng khi cô đưa vào oxygen là nó sẽ cháy. Vậy tại sao cô cùng đưa vào hai bình là oxy mà một bình thì lại cháy mà một bình thì lại không cháy nhỉ? Có gì khác biệt giữa hai cái bình này nhỉ? Có sự khác biệt gì giữa hai cái trường hợp này nhỉ? Eric và Ruby có phát biểu tiếp không? Là dạ, tại vì khí oxy nó duy trì sự cháy, và khi chúng ta để còn một cái tàn lửa và vào một cái bình chứa oxy thì nó sẽ bùng lên. Đúng rồi, Eric và Ruby trả lời có ý đúng. Nhưng mà cô muốn giải thích một cách rõ ràng hơn ở đây. Đấy là các con hãy nhìn ở trên slide ấy, có một cái hình tam giác ở ngay bên cạnh video. Thì để mà duy trì sự cháy thì một mình oxy là chưa đủ, mà nó cần nhiên liệu và nhiệt độ. Và ở trong trường hợp thứ nhất, chúng ta có oxy, chúng ta có nhiên liệu, nhưng chúng ta chưa cung cấp nhiệt. Do vậy mà que đóm không thể bùng cháy được. Còn trong trường hợp thứ hai, khi mà que đóm có tàn lửa và đưa vào bình oxy, thì lúc này thì chúng ta đã cung cấp cho que đóm một cái nhiệt. Và khi đấy thì mới đủ ba điều kiện là oxy, nhiệt độ và nhiên liệu. Do đấy mà que đóm mới có thể bùng cháy được. Cô muốn đặt thêm một câu hỏi nữa. Đấy là các con khi mà cô đốt
que đóm ở ngoài không khí. Và khi cô đốt que đóm ở trong cái bình oxy ấy, thì các con thấy có gì đặc biệt khác giữa hai cái trường hợp này? Mời bạn Duy Khang nào. Bạn Duy Khang có câu trả lời không nhỉ? Cô cho cháu thưa cô là khi này cháu chưa nghe, cháu chưa nghe rõ cái câu hỏi của cô mẹ, cô cho cháu nghe lại câu hỏi của cô. Cô nhắc lại câu hỏi nhé. Tức là yeah. khi nãy khi mà cô làm thí nghiệm ấy, cô có đốt que đóm ở ngoài không khí và đốt que đóm ở trong cái bình chứa oxy, thì con có nhìn thấy cái sự khác biệt về sự cháy giữa hai cái giai đoạn đấy không? Khi mà ta đưa ngoài không khí thì không khí có ít oxy nên là nên sự cháy, nên cái que đón nó chỉ cháy một tí rồi sau sẽ tắt dần, nhưng mà khi quay đón vẫn tắt rồi, nhưng vẫn còn môi lửa, nên đưa vào một cái bình không oxy thì nó sẽ chạy to hơn vì oxy duy trì sự chạy. Duy Khang trả lời rất là chính xác. Cô sẽ tóm tắt lại cái câu trả lời của bạn Duy Khang như sau. Đầu tiên thì khi mà cô đốt que đóm chỉ ở trong không khí bình thường ấy, thì que đóm vẫn cháy, tuy nhiên là mức độ cháy nó kém hơn rất nhiều so với việc mà cô đưa cái tàn lửa vào trong cái bình chứa oxy. Nguyên nhân là bởi vì cái lượng oxy chứa có ở ngoài không khí nó ít hơn rất là nhiều so với cái lượng oxy mà cô để ở trong bình. Do vậy mà vì ở bên ngoài ít oxy hơn, que đóm tiếp xúc được với ít oxy hơn cho nên là nó cháy nhỏ hơn. Còn ở trong bình thì lượng oxy nhiều hơn, que đóm tiếp xúc được với nhiều oxy hơn cho nên là nó sẽ bùng cháy rất là dữ dội. Và quay trở lại với lại cái vấn đề vừa nãy là cô đặt ra là khi mà lượng khí oxy trong không khí tăng lên thì nó có lợi hay có hại, thì cái slide trước thì cô có nói về vai trò của khí oxy khi tăng lên đối với sự sống, nhưng mà đối với cái sự cháy này ấy, thì các con tưởng tượng nếu như mà khí oxy tăng lên giống như trong thí nghiệm vừa nãy ấy, thì sự cháy nó sẽ diễn ra mạnh hơn, nhanh hơn. Và quay lại với đời sống thì những cái cuộc khi mà oxy trong không khí tăng lên thì những cái cuộc cháy rừng nó có thể mạnh mẽ và dữ dội hơn và có thể gây hại nhiều hơn so với hiện tại. Tiếp theo thì cô muốn sang một cái chủ đề nữa, đấy là ozone. Tiếp theo thì cô muốn chia sẻ một cái chủ đề nữa, đấy là vai trò của ozone. Thì vừa nãy ở trong cái phần đặc điểm của nguyên tố oxy thì cô có nói nhắc đến ozone rồi. Ozone là một cái dạng thù hình của oxy và cấu tạo phân tử của nó thì gồm có 3 nguyên tố oxy như trên slide các con có thể nhìn thấy. Và cái ozone này thì thường là nó sẽ được hình thành ở cái tầng trên của khí quyển và có tác dụng bảo vệ con người và các sinh vật khác khỏi bức xạ của tia cực tím có hại từ mặt trời. Tuy nhiên thì vào những năm 1970 thì các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tầng ozone đang bị suy giảm. Và nồng độ ozone trong khí quyển thay đổi thì trong điều kiện tự nhiên thì nồng độ ozone hoàn toàn có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ này, vào thời tiết này, vào vĩ độ và độ cao, hoặc là những cái hiện tượng như là phun trào núi lửa. Tuy nhiên thì những cái hiện tượng tự nhiên này không phải là lý do chính để giải thích cho cái mức độ cạn kiệt
ozone được quan sát thấy ở hiện tại mà là do hoạt động của con người. Con người đã đưa vào khí quyển những cái loại khí mà có hại cho cái tầng ozone này và vì vậy đã tạo ra những cái lỗ hổng của tầng ozone. Và có bạn nào biết là hiện nay thì trên trái đất đang có những cái vị trí thủng tầng ozone ở những đâu không nhỉ? Mời bạn Minh Huy. Mời bạn Minh Huy nào. Tầng ozone được ở trong tầng thấp, được ở trong tầng nhựa. Minh Huy có thể trả lời lại câu hỏi giúp cô không nhỉ? Cô nghe chưa được rõ. Dạ là tầng ozone được ở trong tầng nhựa. Cô đặt ra câu hỏi là các con có biết hiện tại thì có những cái vị trí nào đang có lỗ hổng tầng ozone hay không? Minh Huy có thể nhắc lại câu trả lời của Minh Huy không nhỉ? Cô vẫn chưa nghe rõ. Cô mời một bạn khác trả lời nhé. Có bạn nào có câu trả lời thì giơ tay để cô gọi nha. Cô mời bạn Nguyễn Minh Hằng. Em thưa cô là có những cái chỗ thủng ở phần ozone là ở gần châu Mỹ ạ. Cô cảm ơn câu trả lời của Minh Hằng. Còn bạn nào có đáp án khác không nhỉ? Cô mời bạn Hương Giang nào. Hương Giang có câu trả lời không nhỉ? Dạ thưa cô là lỗ thủng của tầng ozone thường lớn nhất khi vào mỗi mùa thu ở Nam Cực. Cô cảm ơn câu trả lời của bạn Hương Giang. Qua câu trả lời của các bạn thì cô sẽ tổng kết lại một chút. Đấy là đúng như cái lỗ hổng tầng ozone mà mọi người biết đến nhiều nhất chính là lỗ hổng tầng ozone ở Nam Cực. Và đây là một trong những cái lỗ hổng tầng ozone mà được phát hiện sớm nhất và nó đang ngày càng phát triển và đã đạt đỉnh đến khoảng 25 triệu km vuông. Trên slide chính là cái hình ảnh lỗ hổng tầng ozone ở Nam Cực. Tuy nhiên thì đây không phải là lỗ hổng tầng ozone lớn nhất và duy nhất. Mà gần đây thì vào năm 2022 thì người ta đã phát hiện ra một cái lỗ hổng tầng ozone lớn hơn ở khu vực nhiệt đới. Khu vực nhiệt đới chính là cái khu vực mà quanh đường xích đạo ấy. Thì ở đây thì tập trung một cái lượng dân cư rất là lớn. Cho nên là cái lỗ hổng tầng ozone này nó, các nhà khoa học ước tính là có thể ảnh hưởng tới khoảng 1/2 dân số trên thế giới. Ngoài cái vai trò của tầng ozone, của ozone ở trên trái đất ra, thì khi mà ozone, nếu như xuất hiện ở cái vị trí sát với lại bề mặt trái đất, thì ozone nó lại không phải là một cái thành phần có ích nữa, mà nó lại giống như là một thành phần gây hại. Bởi vì
nó có cái khả năng phản ứng rất là mạnh, cho nên là nó có thể có những cái tác động có hại đối với sức khỏe của con người. Ngoài ra thì hiện nay thì người ta đã ứng dụng ozone trong một số cái lĩnh vực như là sát khuẩn này, tẩy trắng này. Và các con có thể thấy một số cái loại máy mà để sát khuẩn không khí có sử dụng ozone. Và đến đây thì cô xin phép kết thúc cái bài giảng về ozone, về oxy ngày hôm nay. Và cô muốn đưa ra một số cái câu hỏi. Một số cái câu hỏi để tổng kết bài học trước khi đi vào phần trao đổi nhé. Đầu tiên là cô muốn biết là oxy có vai trò gì trong cuộc sống của chúng ta. Một bạn có thể trả lời câu hỏi này giúp cô không nhỉ? Cô mời bạn Đinh Bạt Phong. Thưa cô là em cho câu C. À, câu D. Câu gì nhỉ? C hay D nhỉ? Các bạn, những bạn mà không được cô gọi tên thì các bạn có thể viết đáp án vào phần chat nhé. Cô thấy rất nhiều đáp án chính xác ở trong phần chat rồi. Đáp án đúng của câu này là đáp án C, cả A và B. Oxy có vai trò giúp duy trì sự sống và cả duy trì sự cháy. Tiếp theo là câu số 2. Quá trình nào làm tăng lượng oxy trong không khí? Cô mời bạn Xuân Nhi. Các bạn không được gọi tên thì cứ viết đáp án vào phần chat nhé. Mời bạn Xuân Nhi phát biểu nào. Bạn Xuân Nhi không phát biểu thì cô mời một bạn khác nha. Mời bạn Ivan Bình Dương. Cô mời bạn Ivan Bình Dương nào. Dạ thưa cô, là con chọn câu B, quá trình quang hợp. Đúng rồi. Thế Ivan Bình Dương có thể trả lời thêm giúp cô là tại sao quá trình quang hợp lại tăng lượng oxy trong không khí không nhỉ? Do cây hấp thụ của CO2 ạ. Câu trả lời đầy đủ là quá trình quang hợp là quá trình mà hấp thụ khí CO2 và thải ra khí oxy, do vậy mà nó giúp làm tăng lượng oxy trong không khí. Đến cô đến với câu hỏi tiếp theo. Phát biểu nào sau đây là không đúng về khí oxy? Khí oxy không màu, không mùi. Oxy có khả năng phản ứng mạnh. Oxy tạo thành ozone dưới tác động của năng lượng mặt trời. Và càng nhiều khí oxy thì càng tốt cho cơ thể người. Cô mời một bạn phát biểu nha. Mời bạn Nhật My. Bạn Nhật My đâu rồi? Trong lúc chờ bạn Nhật My thì cô đã thấy rất nhiều đáp án ở phần chat. Cô mời một bạn khác nhé. Bạn Minh Hoàng nào.
Cô mời bạn Minh Hằng nào. Các bạn để ý bật mic nhé, và các bạn giơ tay nhớ bật camera nhé. Hiểu không đúng về oxy là các bạn D, càng nhiều thì oxy càng tốt cho cơ thể người ạ. Đúng rồi, cô cảm ơn Minh Hằng. Không phải là càng nhiều khí oxy là càng tốt cho cơ thể người, đáp án này là đáp án sai. Việc nhiều khí oxy thì có thể gây ngộ độc cho cơ thể người. Cô đến câu hỏi tiếp theo và là câu hỏi cuối cùng. Vì sao khi đốt bếp than, bếp lò, người ta thường phải thổi quạt mạnh vào bếp? Bạn nào có đáp án cho câu trả lời câu hỏi này nhờ? Cô mời bạn Minh Sang nào. Bạn Minh Sang bật mic và phát biểu nha. Cô mời bạn Thư nào. Phần chat đã có rất nhiều đáp án rồi. Thư nào. Sang đang bật mic đúng không nhỉ? Minh Sang nó đang bật mic thì trả lời giúp cô nào. Câu này thì cô thấy có rất nhiều đáp án đúng ở trong phần chat rồi, thì cô sẽ giải đáp luôn. Khi mà đốt bếp than, bếp lò thì người ta phải thổi quạt quạt hoặc là bật quạt mạnh. Biết thì trả lời giúp cô nào. Khi mà đốt bếp than, bếp lò thì người ta thường phải thổi quạt mạnh vào bếp. Lý do là để cung cấp thêm khí oxy cho quá trình đốt cháy. Sau đây thì cô sẽ có một cái thử thách cho các bạn để thực hiện sau khi kết thúc bài học này. Đấy là cái thử thách thiết kế một cái thí nghiệm chứng minh oxy cần cho sự cháy. Và sau đây thì cô sẽ cho các con xem một cái thí nghiệm mẫu để các con có thể thực hiện theo, và cái thử thách này sẽ được thực hiện sau khi kết thúc bài học này. Và đối với các bạn mà dưới trên 10 tuổi thì có thể thực hiện độc lập, còn các bạn dưới 10 tuổi thì phải thực hiện dưới sự giám sát của bố mẹ hoặc là anh chị lớn nhé. Sau đây thì cô sẽ mời các con xem cái video mẫu về cái thử thách này. Các bạn chú ý quan sát để thực hiện nha. Để thực hiện cái thí nghiệm này thì các con phải chuẩn bị một cái đĩa, một que nến, một cái bật lửa, một cái cốc nước, và nên là cốc nước có màu để chúng ta dễ dàng quan sát hơn, và một chiếc cốc thủy tinh. Và chiếc cốc thủy tinh rỗng này thì các con nên chuẩn bị một cái cốc mà có cái miệng, nó phải bằng, nó phải phẳng. Và sau đây thì đầu tiên là cô sẽ đổ một ít nước vào cái đĩa, thắp que nến lên. Và bây giờ thì ở trong không khí do có oxy cho nên ngọn nến nó vẫn cháy được bình thường. Tiếp theo thì cô dùng cái cốc rỗng và cô úp ngược vào trong cái ngọn nến này, và các con thấy là cái ngọn nến này nó dần tắt do sự giảm cạn kiệt oxy ở trong cái cốc này. Và khi mà cái ngọn nến tắt dần tắt ấy, thì cái mực nước ở trong cốc nó dần tăng lên. Các con quan sát kỹ ở phần đáy. Thì yêu cầu của cô đưa ra là
các con về tái hiện lại cái thí nghiệm này. Và phải làm sao mà quan sát thấy rõ được cái hiện tượng nước dâng ở trong cốc sau khi mà cái ngọn nến này nó tắt. Các bạn quay lại cái video này và gửi vào trong nhóm. Và đây chính là cái thử thách của bài học hôm nay. Và các con có thắc mắc gì về cái thí nghiệm này hay là về bài học hôm nay nữa thì các con giơ tay để hỏi nha. Bây giờ sẽ là chuyển sang thời gian cùng nhau thảo luận. Ai có thắc mắc gì thì giơ tay để cô gọi nha. Thì thầy nhắc lại với các bạn một chút về cái thử thách này nhé. Các bạn cần làm thử thách với các bạn nhỏ, cần bố mẹ giám sát và có thể nhờ người quay clip lại. Sau đó thì thầy sẽ gửi cái một cái link vào trong group để các bạn có thể đăng nhập và có thể gửi bài lên qua cái thông qua cái link form đó. Thì bên ban tổ chức sẽ hỗ trợ kiểm tra soát cho nó tốt hơn. Cái chất màu ấy, các bạn quan sát cái trong cái thí nghiệm của con Lê dùng chất màu, các bạn có thể sử dụng cái màu khác nếu muốn nhé, sử dụng bột nghệ hoặc các cái gì mà có thể tạo màu thôi. Rồi mời con Lê tiếp tục ạ. Con Lê bật mic. Cô cảm ơn thầy Việt đã hỗ trợ. Sau đây thì có bạn nào có thắc mắc về cái thử thách và về bài giảng ngày hôm nay thì các bạn giơ tay để cô giải đáp nào. Cô mời bạn Sophia. Sophia có phát biểu không nhỉ? Nếu Sophia không phát biểu thì cô mời một bạn khác nhá. Cô mời bạn Ngô Hương Giang nào. Bạn Ngô Hương Giang có phát biểu không nhỉ? Dạ thưa cô, chị em hỏi là động vật đầu tiên trên trái đất được phát hiện không thở khí oxy tên là gì và được phát hiện ở đâu cô? Câu hỏi của bạn Hương Giang vô cùng thú vị. Có bạn nào ở trong lớp biết về cái kiến thức này không nhỉ? Có thể giải đáp giúp bạn Ngô Hương Giang không nhỉ? Có bạn nào trong lớp mình có thể giúp bạn Ngô Hương Giang giải đáp câu hỏi này không nhỉ? Câu hỏi của bạn Hương Giang thì là một câu hỏi rất là hay, tuy nhiên là cũng khá là khó đấy. Thì cái dạng sống đầu tiên trên trái đất mà các nhà khoa học phát hiện được đến nay đấy là những cái phân tử có khả năng phiên bản có khả năng nhân lên, và thực tế là không phải là cái sinh vật đầu tiên mà người ta phát hiện ra không dùng khí oxy, mà là chính là những cái tế bào, những cái dạng vật chất sống
Bạn Hương Giang có thắc mắc gì thêm nữa không nhỉ? Cô mời câu hỏi tiếp theo nhé. Cô mời câu hỏi tiếp theo là mời bạn Thiên An Bình Dương. Cô mời bạn Thiên An Bình Dương nào. Các bạn có thể chủ động bật mic rồi nhé. Bạn làm được câu gọi thì các bạn chủ động bật mic lên nhé. Để tránh mất thời gian thì cô mời bạn tiếp theo là bạn Ngô Bảo Hân, à Ngô Thảo Hân. À, con nói đi. Để cho con hỏi là tại sao oxy ở thuốc trên là ozone lại ở dưới? Sao ở trên? Nó lớn hơn cô chưa nghe đấy. Sao ở trên chứ? Dạ, tại sao ozone ở trên mà tại sao oxy ở dưới? À, cô cảm ơn câu hỏi của bạn Thảo Hân. Đầu tiên là các mặc dù là các phân tử ozone nặng hơn các phân tử oxy. Vì ozone có tận 3 nguyên tử oxy trong phân tử, còn oxy lại chỉ có 2. Nhưng ozone lại phải, cái quá trình hình thành ozone ấy, nó cần một nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Và cái quá trình này thì nó sẽ diễn ra tốt hơn khi mà ở cái tầng trên cao của khí quyển. Do vậy mà ozone thì nó phải được hình thành ở cái tầng cao như là những cái tầng bình lưu chứ không phải là tầng thấp hơn. Cô mời câu hỏi tiếp theo nhé. Cô mời bạn Hồng Phúc. Dạ, bài tập về nhà mình có được phép làm giống cái thử thách này nãy cô cho tụi con xem cô? Được, được Hồng Phúc nhé. Con có thể làm giống hoàn toàn nhưng mà phải là con làm nha. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. Cô mời bạn, tiếp theo mời bạn Đào Anh Thư. Dạ, con thưa cô là cái này là con không làm có được không cô? Có lý do gì để con không làm nhỉ? Có thể cho cô một lý do không? Nguyên nhân? Các bạn hoàn thành thử thách thì sẽ nhận được một cái giấy chứng nhận nhé các bạn nhé. Cũng như là hoàn thành thử thách của từng tuần này. Rồi sau đó thì cuối khóa học ấy thì các thầy cô sẽ tổng hợp lại các bạn nào hoàn thành được nhiều thử thách của các phần nhất thì sẽ có một cái thử có một cái chứng nhận và có một phần quà các bạn. Cô mời câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Minh Khuê nào. Các cô là cô có thể gửi cái video này lên nhóm lớp đúng không? Được, cô sẽ gửi video mẫu này lên nhóm Zalo nhé.
Tiếp theo cô mời bạn tiếp theo là bạn Trần Nhật My. Cô ơi, cô có tất cả bao nhiêu lỗ hổng tầng ozone ở trên trái đất ạ cô? Hiện nay thì theo con thì con nghĩ là có bao nhiêu lỗ hổng tầng ozone trên trái đất hiện nay? Bạn Nhật My có thể đưa ra dự đoán được không nào? Bạn Nhật My có dự đoán được về có bao nhiêu lỗ hổng tầng ozone hiện nay trên trái đất không? Hiện nay thì để mà biết có bao nhiêu lỗ hổng ấy thì thực ra thì các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện được hết đâu, vì đến cái lỗ hổng tầng ozone được phát hiện gần nhất hiện nay là ở cái ở cái khu vực nhiệt đới ấy, thì thực tế là cái lỗ hổng này nó đã tồn tại từ những năm 1970 rồi. Cho nên là thực tế là có thể trên trái đất có nhiều cái lỗ hổng tầng ozone khác, nhưng mà các nhà khoa học hiện tại vẫn chưa phát hiện ra. Và các lỗ hổng đấy nó có thể là xuất hiện từ rất sớm và các nhà khoa học vẫn chưa quan sát thấy. Cô mời một bạn nữa nhé, bạn cuối cùng. Và nếu như mà có bất kể một cái thắc mắc gì khác về thử thách và câu hỏi thì các con có thể nhắn tin cho cô. Và sau đây thì cô mời một bạn đặt ra câu hỏi cuối cùng của bài hôm nay nào. Mời bạn Minh Dũng. Dạ thưa cô, vì sao mà lúc mà tắt ngọn nến rồi mà nước nó dâng lên vậy cô? Bạn Minh Dũng hỏi một câu rất là hay. Phần này để vào trong thử thách đi cô Lê. Các bạn cần miêu tả video hiện tượng thí nghiệm. Được rồi. Thế thì cái câu hỏi của bạn Minh Dũng này rất là hay, và cái này sẽ đưa vào phần thử thách để các con mô tả và xem là tại sao nước lại dâng lên. Và sau đấy thì sau khi cô nhận được cái bài đấy thì cô sẽ trả lời cái câu hỏi này của bạn Minh Dũng nha. Sau đây thì cô cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe buổi học ngày hôm nay, và hẹn gặp các bạn vào buổi sau, và nhớ làm bài, làm thử thách đầy đủ nha. Rồi các bạn theo dõi trong Zalo để lấy thông tin về thử thách nhé, và cách chốt một bài. Các bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Thầy em zoom nhé. Ok, cảm ơn. Các bạn có thể bật mic nhé, các bạn có thể bật mic được rồi. Chào tất cả các bạn có thể bật mic để chào cô. Rồi, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn.